TV Ánh Sáng Tin Mừng với Phước Lộc, Cẩm Ánh, Thanh Thủy, Thu Trang và anh chị em thực hiện chương trình xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2018, theo lịch phục vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 5 Phục Sinh. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có thứ Hai ngày 30 tháng 4, lễ Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5, thứ Ba ngày 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse Thợ, thứ Tư ngày 2 tháng 5, lễ Thánh Atanasio Giám Mục Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ, thứ Năm ngày 3 tháng 5, lễ Thánh Philippe và Thánh Giacobbe Tông Đồ lễ kính. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội hoàn vũ, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh, xin thương giúp mỗi người chúng con luôn sống trong tình thương yêu của Chúa và siêng năng làm từ thiện, ân cần giúp đỡ người yếu thế, an ủi người cô đơn, để mọi người nhận biết Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu, và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Nhà nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhà nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con, cũng như nhành nho từ nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có thầy các con không thể làm gì được. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Trong kính kính cựu cổ với ông bà và toàn thể anh chị em, trong thời cựu ước, các tiên tri thường ví Israel như là vườn nho của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa chọn và săn sóc từ thuở ban đầu, và hy vọng nó sẽ mang lại nhiều hoa trái tươi tốt. Vườn nho của Đức Giê-hô-va ấy là nhà Israel, cây nho Chúa mến chuộng yêu quý ấy là người xứ Giu-đa. Chúa đã chúc phúc cho dân Israel với nguyện vọng dân đem lại cho Ngài những con cái tốt lành của Chúa. Nhưng thật tệ thay, dân đã nổi loạn, hư hỏng, bất tuân, thờ ngẫu tượng, bỏ Chúa. Dân đã trở nên một vườn nho hư đốn, không mang lại cho Chúa điều mong đợi nào cả. Những hình ảnh cây nho biểu trưng cho Israel luôn luôn đi liền với lời khiển trách, cảnh báo hay đe dọa. Bài ca về cây nho trong sách tiên tri Isaiah có viết: Có gì làm hương được cho vườn nho của ta mà ta đã chẳng làm? Ta những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Ta chỉ mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn đổ máu. Đời chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vặn tiếng khóc than.
Hoặc như tiên tri Jeremia cũng đã viết: ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển chọn giống tốt, sao ngươi lại trở thành cây nho dại? Hay trong sách tiên tri Ezekiel, vì sự kiêu ngạo của Israel bằng hình thức ẩn dụ của cành nho, Thiên Chúa trách cứ dân người nặng như một lời đe dọa. Cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng đã bị ta quăng làm mồi cho lửa, thì dân cư Jerusalem cũng bị ta thiêu như thế. Thưa toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu hôm nay đã tự xưng Ngài là cây nho đích thực. Chúa Cha là chủ vườn nho đã trồng, đã săn sóc bảo vệ, và đặt Chúa Giêsu làm cây nho đem lại ơn cứu độ. Thiên Chúa có toàn quyền sở hữu, bảo quản việc sinh hoa trái. Chúa Giêsu ví Ngài chỉ có thể sinh hoa trái khi tùy thuộc vào Chúa Cha trong sự hiệp thông vào sự sống thần linh, bởi vì Ngài không thể làm gì tự mình ngoài những điều Chúa Cha làm. Chúa Cha cũng bảo quản những nhành nho là các môn đệ để họ không bị hư mất nhưng mang lại hoa trái. Ngài cũng sẽ loại trừ tất cả những nhành nào không còn bám vào thân nho. Đó là những môn đệ nào không hiệp nhất trong Chúa Con. Nhành nào tốt thì phải được bám vào thân cây nho để sinh hoa trái dồi dào hơn. Ngài cũng sẽ cắt tỉa, thanh luyện bằng lời Chúa qua cái chết của Ngài để đưa con người ra khỏi tội lỗi vào sự sống mới. Giáo hội là một cộng đoàn, một gia đình, nơi ấy mọi người luôn liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một niềm tin vào Chúa Giêsu, cùng làm nhân chứng cho một Chúa Kitô đã chết và sống lại, và cùng trợ giúp nhau sống hành trình niềm tin của mình. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và nhành nho để nói lên tầm quan trọng của sự kết hiệp mật thiết với Ngài và giáo hội của Ngài. Cành liệt cây sẽ không còn sự sống. Cành muốn sống phải dính liền với thân cây. Cây nho không thể sinh hoa trái nếu không có cành. Giáo hội cũng vậy, cũng cần bám vào Chúa để sống và sinh hoa trái trong các tâm hồn. Người Kitô hữu cũng cần bám vào Chúa qua nhiệm thể của Ngài là giáo hội để phát triển và đơm trái. Thiên Chúa cũng cần con người để Ngài yêu thương, để Ngài phục vụ và trợ giúp trong cuộc hành trình sống niềm tin. Chúa Giêsu cần đến con người để tiếp tục công trình cứu rỗi. Chúa Giêsu đã nhìn thấy cuộc đời đen tối đang sắp xảy ra cho các môn đệ của Ngài. Chúa bị chết, chắc chắn các môn đệ sẽ thất vọng, sẽ mất niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu. Sự thật thì sau khi Chúa qua đời, các môn đệ đã để mất đi lẽ sống của cuộc đời của mình. Người thì chối bỏ Ngài, người thì phản bội Ngài, một số khác thì người mỗi nơi tán loạn sợ hãi. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc đời đen tối cho các môn đệ. Chúa đã hiểu thấu tất cả những tình cảnh ấy. Do vậy, như cây nho hiệp nhất với cành nho, các môn đệ cũng cần phải hiệp nhất với Thiên Chúa để được sống, để được trường tồn, để được hạnh phúc, để được bình an và không còn sợ hãi, và cũng được Chúa cắt tỉa để được sinh hoa cây trái nữa. Các môn đệ cần hiệp nhất với Chúa để được sống. Chúa Giêsu là nguồn sức sống đem lại ơn phúc cho con người. Tách lìa ra khỏi Ngài, không ai có thể sống trong sung mãn, sẽ không có sự sống, không có mọi khả năng để tồn tại như chính Ngài đã nói. Không Ngài, không một ai làm được điều gì cả. Người môn đệ cũng cần hiệp nhất với Chúa để kính múc từ nơi nguồn mà sự sống một sức mạnh. Và khi được Chúa sống trong họ, nhờ thế mà người môn đệ nhận được ơn cứu độ. Các môn đệ cũng cần hiệp nhất với Chúa để sinh hoa kết trái nữa. Để phát sinh hoa trái thiêng liêng, người Kitô hữu cần đến sức sống của Chúa Kitô, nghĩa là cần liên kết mật thiết thường xuyên. Thành quả, thành công hay thất bại của người Kitô hữu là tùy thuộc vào mức độ liên kết mật thiết của họ với Chúa Giêsu Kitô.
ghép vào thân nho tràn đầy nhựa sống, chắc chắn sẽ sinh hoa trái dồi dào. Chúa Giêsu luôn biến đổi tâm hồn để tất cả được nên một trong tình yêu của Chúa. Mọi người sẽ kết trái của yêu thương, trái của tha thứ, trái của bình an, trái của hiệp nhất, trái của nhân từ và nhẫn nhục. Mỗi người Chúa ban cho những tiềm năng khác nhau. Những tiềm năng này nếu được mật thiết với Thiên Chúa, nếu kịp gắn kết cuộc đời mình với Chúa Giêsu, chắc chắn sẽ phát triển và dư đầy những gì mình có để san truyền cho những người khác. Môn đệ cũng cần hiệp nhất với Chúa để được cắt tỉa. Khi thân tình với Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy những lỗi lầm thiếu sót của mình. Mình đã phạm tội với Chúa và với tha nhân. Càng gần Chúa, thấy Chúa càng quá tốt lành, người Kitô hữu càng dễ nhận ra những yếu đuối, những ương ngạnh, những kiêu căng, những ghen ghét, những xấu xa trong con người của mình. Như cành nho cần được cắt tỉa để sinh hoa kết trái nhiều hơn. Nhiều lỗi lầm thiếu sót, nhiều tính hư tật xấu, Chúa cũng sẽ cắt tỉa, thanh tẩy lòng trí và nhổ ra khỏi ta những gì làm chúng ta mất ơn phúc cùng Chúa. Dù biết sự cắt tỉa sẽ đau đớn, sẽ phải chịu nhiều hy sinh khi phải theo Chúa, nhưng càng hy sinh nhiều, càng nên hoàn thiện. Thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu, ngay từ năm 15 tuổi đã được đặc ân gia nhập dòng kính Carmen. 9 năm sau, chị Teresa đã qua đời do bệnh lao phổi. Thế mà, ngay sau khi qua đời, tiếng thơm nhân đức của Ngài đã vang đi khắp nơi. Rồi 28 năm sau, tức là năm 1925, Teresa đã được Đức Pio thứ 11 phong lên bậc hiển thánh và được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo ngang hàng với Thánh Francisco Xavier. Đến thời Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị lại phong Teresa làm tiến sĩ hội thánh, nghĩa là Teresa được công nhận là thầy dạy về đức tin của hội thánh. Cuộc đời của thánh nữ thì thật là đơn giản. Chỉ không phải vất vả đi khắp nơi giảng dạy giáo lý thánh kinh cho dân chúng, đương đầu với các lạc giáo như thánh Đa Minh, không sống khắc khổ ăn chay đánh tội như thánh Francisco khó khăn, không phải bỏ quê hương đến những vùng xa xôi truyền giáo như thánh Francisco Xavier, không để lại nhiều tác phẩm có giá trị về triết lý về thần học như thánh Thomas Aquino, không làm nhiều phép lạ giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh như thánh Martin Porres, không chịu cực hình đau khổ để làm chứng cho Chúa như các thánh tự đạo Việt Nam của chúng ta. Thế nhưng tại sao Teresa lại được hội thánh tôn vinh như một vị đại thánh của thế kỷ 20 này? Thưa, chính là nhờ đời sống nội tâm đạo đức, nhờ sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu như nhành nho kết hiệp với thân cây nho vậy. Những việc lớn lao bề ngoài, nhưng Teresa đã đem lại nhiều ích lợi cho hội thánh nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, mà Teresa đã đem lại một sinh lực mới cho hội thánh. Như lời Chúa Giêsu đã nói, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh hoa kết trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Đời sống con người khá vất vả, lo lắng cho cuộc sống gia đình. Đôi khi sao lãng việc kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Nhưng chúng ta có thể cầu nguyện và kết hiệp với Chúa qua công việc hàng ngày và chu toàn bổn phận của mình cũng được. Cầu nguyện như hơi thở cho sự sống, giống như đèn cần châm dầu và bình điện cần nạp điện vậy. Nếu chúng ta không múc tận nguồn suối ân sủng nơi Thiên Chúa và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, thì làm thế nào chúng ta có thể ban phát ân sủng, ban phát ơn phúc cho những người khác được? Nếu thiếu sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, làm sao chúng ta có thể làm việc cho Chúa được? Chúa Giêsu đã nói, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho.
anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Vậy phải chăng người Kitô hiểu cần hiệp nhất đời mình với Chúa Giêsu Kitô, hiệp nhất trọn vẹn khi cùng sốt sắng tham dự thánh lễ, hiệp nhất nên một với Chúa Giêsu thánh thể khi thành tâm rước Chúa ngự vào trong tâm hồn của mình mỗi ngày? Đây là sự hiệp nhất thân thiết với thân mình sống động của Thiên Chúa đứng giàu lòng tình yêu và hay thương xót. Sự hiệp nhất trọn vẹn đòi hỏi sự trung thành với giáo huấn được trao ban trong giáo hội nữa. Con cái đích thực của Chúa không thể tách lìa Chúa Giêsu ra khỏi giáo hội của Ngài. Hiện thân của Chúa Kitô chính là giáo hội của Ngài. Không thể nào đi theo Chúa Kitô nhưng lại không theo giáo hội của Ngài. Sự hiểu nhất trọn vẹn khi cùng liên đới tình yêu thương dành cho nhau nữa. Sự liên kết của những cành nho có một sức mạnh lớn lao, cũng tạo nên một sức mạnh cần thiết trong tình tương thân, thương ái, nâng đỡ với nhau để cùng nhau sinh hoa kết trái cho tất cả mọi người. Xin mẹ Maria cùng thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen. Oh.
Đức Thánh Cha Francisco gửi thông điệp đến tổ chức Caritas Ý Quốc. Tin Vatican, nhân dịp tổ chức Caritas thuộc các giáo phận trong nước Ý tổ chức đại hội thường niên lần thứ 40, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp chúc mừng đến đại hội. Trong thông điệp, Ngài khích lệ các thành viên của tổ chức này hãy trở nên những tông đồ của lòng bác ái để phục vụ những người khó nghèo sống bên lề xã hội. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng tán dương và ca ngợi những hoạt động của tổ chức Caritas Ý trong thời gian vừa qua đã gặt hái và mang lại những hoa trái của lòng bác ái và thương xót. Hội đồng Giám mục Nam Hàn ủng hộ vấn đề đối thoại với Bắc Hàn, tin Seoul Nam Hàn. Hôm thứ Tư ngày 18 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Kim Hee-yong, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn, đã ra một thông cáo với nội dung rằng chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ các tổ chức tôn giáo và chính quyền của các quốc gia Tây Phương để cánh cửa đối thoại với Bắc Hàn được mở ra. Tôi nghĩ rằng vấn đề hòa giải giữa Bắc và Nam Hàn không thể tiến hành một sớm một chiều được và chúng ta cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Chính quyền Bắc Kinh cảnh báo người Công giáo ở tỉnh Hà Nam đừng vượt quá giới hạn cho phép. Tin Hồng Kông, các tín hữu Công giáo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị chính quyền Bắc Kinh chính thức cảnh báo phải tuân giữ theo các luật lệ do cơ sở tôn giáo sự vụ của nhà nước Cộng sản vừa được công bố. Nếu không, họ sẽ bị cấm hoạt động và bị truy tố ra tòa. Vấn đề Bắc Kinh siết cổ giáo hội Công giáo được thể hiện qua việc buộc các tín hữu Công giáo phải tháo gỡ những thánh giá, cấm các trẻ em vị thành niên không được vào nhà thờ và đình chỉ hoạt động các trường mẫu giáo Công giáo. Tất cả các tầng lớp xã hội ở Ấn Độ giữ vai trò rất quan trọng trong việc bầu cử. Tin Ấn Độ, cuộc bầu cử ở tiểu bang Karnataka thuộc miền Nam Ấn Độ vào ngày 12 tháng 5 tới đây đang diễn ra một cách sôi nổi, không chỉ riêng những tín đồ thuộc các tôn giáo, nhưng tất cả các tầng lớp trong xã hội cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng để có thể quyết định được tương lai chính trị của tiểu bang này. Theo những quan sát cho thấy, từ những người bán hàng cho đến các tài xế taxi đang thảo luận rất sôi nổi về vấn đề bầu cử. Những dấu hiệu bề ngoài này dự đoán về sự thay đổi về tình hình chính trị tương lai của Ấn Độ. Số phận bấp bênh của những người di tản tại Do Thái. Tin Do Thái, hàng ngàn người di tản đang phải đối diện với những khó khăn vì tình trạng quá tải tại Do Thái. Nỗi khổ của họ càng ngày càng gia tăng và họ không biết số phận của họ sẽ ra sao và gia đình của họ sẽ trôi dạt về đâu. Với số người di tản từ các nước Eritrea, Ethiopia và Sudan càng ngày càng đông, các nhân viên phỏng vấn để giúp họ phải làm việc gấp đôi, nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng ứ động càng ngày càng dày đặc của người di tản. Lần đầu tiên, ca đoàn Sistine của Vatican sẽ thực hiện chuyến lưu diễn toàn nước Hoa Kỳ. Tin Vatican, ca đoàn Sistine của Vatican sẽ được biết đến với tên gọi là ca đoàn của Giáo Hoàng, sẽ chính thức thực hiện chuyến du hành sang Hoa Kỳ vào mùa hè này để lưu diễn tại 8 thành phố lớn của Hoa Kỳ, bao gồm Atlanta, New York, San Luis, Detroit, Miami, Boston, Chicago và Los Angeles. Ca đoàn Sistine sẽ bắt đầu trình diễn từ ngày 3 cho đến ngày 23 tháng 7. Được biết, đây là lần đầu tiên kể từ 30 năm qua, ca đoàn Sistine mới có cơ hội để sang Hoa Kỳ trình diễn. Người di dân lao động vất vả để tìm việc làm trong thủ đô Yangon của Myanmar. Tin Myanmar, ông Thet Nain là một trong hàng trăm ngàn người dân quê ở Myanmar phải bỏ quê hương để đến các thành phố lớn tìm việc làm và kiếm sống. Ông tâm sự rằng những rác rưởi hay những vỏ chai bị quăng ngổn ngang trên đường chính là nguồn thu nhập chính của ông. Bởi vì không tìm được việc làm nên ông phải đi nhặt rác để tìm kế sinh nhai. Ông Nain cho biết, nghề đổ rác là việc làm duy nhất mà ông có thể tìm được. Người dân Ấn Độ xuống đường tuần hành để phản đối khủng hoảng gây ra bởi dịch hiếp dâm. Tin Ấn Độ, các linh mục nam nữ tu sĩ và các giáo dân Công giáo ở Ấn Độ đã tham gia vào một cuộc tuần hành và thắp nến để bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân bị cưỡng ép tình dục gây ra bởi các băng đảng. Khoảng 1.500 người, kể cả những người cao niên, đã tuần hành qua các đường phố ở thủ đô của tiểu bang Madhya Pradesh để phản đối về vấn đề khủng hoảng gây ra bởi tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong khắp nước Ấn.
người dân Việt Nam hy vọng sẽ có quyền tự do ngôn luận. Tin Hồng Kông, quyền tự do ngôn luận là điều người dân Việt Nam mơ ước kể từ khi chế độ Cộng sản Việt Nam đặt chính quyền tại miền Bắc. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, đây cũng chỉ là một ước mơ. Gần đây, có lẽ ý thức được chính sách bành trướng của Bắc Kinh, cho nên chính quyền Cộng sản Việt Nam có xu hướng thiên về áp dụng chính sách của các nước Tây Phương. Vì thế, người dân Việt Nam đang hy vọng trong tương lai, chính phủ Việt Nam sẽ nới lỏng và mở cửa cho vấn đề tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận. Đức Thánh Cha du hành viếng thăm miền Nam nước Ý, tin Vatican. Nhân dịp 25 năm ngày giỗ của Đức Giám mục Antonio Pello thuộc giáo phận Molfetta Ruvo vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bay từ Rome đến Molfetta miền Nam nước Ý để viếng thăm và chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Giám mục Pello tại nhà thờ chính tòa. Đức Giám mục Pello được mọi người biết đến bởi vì những hoạt động không ngưng nghỉ của Ngài trong việc mục vụ và xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần cầu nguyện của các thành viên dòng biển Đức, tin Vatican. Hôm thứ Năm ngày 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 400 thành viên thuộc dòng biển Đức tại Tòa Thánh. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã ca ngợi và tuyên dương tinh thần hiếu khách và đời sống chiêm niệm của dòng biển Đức, cũng như vai trò quan trọng của nhà dòng đối với giáo hội và các giáo dân Công giáo. Cách đây 125 năm, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã có sáng kiến sáp nhập tất cả các thành viên của dòng biển Đức để thành Hiệp hội Biển Đức. Cùng lúc đó, cũng đã thành lập Học viện Thánh Anselmo tại Roma. Phải chăng Cuba đã lật đổ trang sử anh em nhà Castro? Tin Cuba, trong một phiên họp khoáng đại vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, Quốc hội của Cuba đã bầu người kế vị cho Tổng thống đương nhiệm Raúl Castro là ông Miguel Díaz-Canel. Tuy nhiên, trong giới báo chí quốc tế cho biết, mặc dù ông tân Tổng thống Cuba không thuộc dòng họ Castro nữa, nhưng các di sản còn lại lưu giữ từ những anh em trong dòng họ Castro vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Cuba, bởi vì ông Canel đã được cả hai anh em Castro huấn luyện và dạy dỗ từ nhiều năm nay để có thể trở thành người kế vị của mình. Thanh Tùng và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng tôi một lần nữa đến với quý khán thính giả qua tiết mục Mái Ấm Gia Đình với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính. Trong phòng vi âm đang có sự hiện diện của cha và sự hiện diện của thầy Hoàng. Dạ, con xin kính chào cha và kính chào thầy. Dạ. Nói xin kính chào quý khán thính giả của đài Radio và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Con xin kính chào cha. Xin kính chào thầy Thông, kính chào chị Mai Quỳnh, kính chào anh Thanh Tùng và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ thưa cha, trong suốt những tháng vừa qua chúng ta đã trả lời những câu hỏi cho quý khán thính giả và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với những bài trong Mái Ấm Gia Đình, phải không thưa cha? Về lắng nghe nhau. Dạ, con mời cha. Vâng, chúng ta trở lại cái phần gọi là dựa theo quyển sách The Five Languages of Love, năm ngôn ngữ của tình yêu. Thì ngôn ngữ thứ hai đối với họ rất là quan trọng và mọi người chúng ta cũng đồng ý, đó là chúng ta phải biết lắng nghe nhau. Nói nhưng mà thực ra là mình lắng nghe nhau, đó là cái thời gian mà quý báu mình dành cho nhau, rồi là lắng nghe nhau như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta đi vào trong những cái hoàn cảnh cụ thể, để chúng ta cùng nhau nghe xem tin mừng, phúc âm hay là những bài thánh thư hay là những bài ở trong cụ ước dạy chúng ta như thế nào. Để xin mời Thanh Tùng cùng đọc cho mọi người chúng ta. Dạ vâng. Theo Thánh Giacôbê trang 1, tận 19 và 26. Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Vì vậy, anh em hãy giữ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác còn lan tràn.
hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Vâng, thánh Giáng Cô Bê, Giao Cô Bê ngài dặn chúng ta là khi mà nói thì phải cẩn thận như thế nào, phải không các? Thì về cái đề tài ngày hôm nay cũng như về cái chủ đề mà dành thời giờ cho nhau đó, bằng cách là mình lắng nghe nhau đó, không phải là ngôn ngữ tình yêu lúc nào mình cần nói đâu, mà nghe cũng là ngôn ngữ tình yêu. Thế thì anh Thanh Tùng, rồi là chị Mai Quỳnh, rồi là thầy Thông thì nghĩ như thế nào về cái lắng nghe nhau mà như thế là một hình thức nói của tình yêu là sự lắng nghe, thì nghĩ như thế nào cơ? Dạ thưa cha, trong những cái thời gian mà kết hôn đó, thì trước khi mà mình kết hôn thì con thấy chính con cũng vậy, mình thích nghe người phối ngẫu của mình nói chuyện lắm. Đúng rồi. Người fiancé của mình, người boyfriend của mình, người bạn trai, mình cũng không có nói nhiều đâu cha, chỉ đúng có rồi. Nhìn nhau là mình hiểu những cái lời nói nó hiểu nhau rồi. Đúng rồi. Giác quan thứ 6. Nhưng mà sau một thời gian mà ở trong đời sống hôn nhân đó, thì con chứng kiến nhiều cặp cái người vợ nói hơn người chồng. Cứ thích nói thôi chứ cha. Vâng. Người chồng thì nghe thì cũng khó chịu lắm. Con thấy cái thái độ đó, khi người chồng khi mà nghe người vợ nói như là cũng không muốn nghe, cũng phải đi ra xa xa, giang xa xa ra. Đó, không muốn nghe nữa. Rồi còn có những cặp mà con thấy bả vừa mới nói ra là ổng chém ngay thôi. Nghe rồi, biết rồi, mà bả cứ nói tôi chưa nói bao giờ mà tại sao ông biết, vậy thì tôi nói cái gì, vậy thì bả nói cái gì đó. Thì ông lại quay qua ông hỏi, thì con thấy có những cái sự mâu thuẫn vì quen nhau quá rồi thì hóa nhàn thưa cha. Đúng rồi. Không còn muốn lắng nghe nữa. Đúng thì rồi. Bây giờ làm sao để mà mình trở lại cái phút ban đầu? Đúng rồi. Dạ anh Tùng thì nghĩ sao cơ? Vâng, thì con cũng đồng ý. Và không biết là con đọc ở đâu mà có một người tâm lý gia nói rằng đàn bà khác với đàn ông là khi đàn bà nói chuyện là họ muốn mình nghe để họ bày tỏ hết nỗi lòng của mình, họ không có muốn mình xen vô hoặc là giải quyết cho họ. Đúng rồi. Họ vừa mới bắt đầu một cái vấn đề gì đó, họ không có muốn người đàn ông là ồ đây là giải quyết, em nên làm thế này, em nên thế. Họ chỉ muốn mình ngồi đó, mình chịu đựng, mình nghe tôi còn nói chịu đựng thì hơi quá đáng, nhưng mà đại khái là họ muốn mình hết tâm, mình để cái tai của mình để họ xuất hết cái trong lòng của họ ra. Mà đàn ông thì lại khác biệt với đàn bà, là đàn ông là nói chung là có tính không có kiên nhẫn, thành thử ra đúng rồi. Lúc làm cho đàn bà cảm thấy bị tổn thương. Đàn ông thì hễ mà có vấn đề gì là thí dụ gặp nhau là quýnh lộn hay là làm một cái gì thật nhanh xong giải quyết là thôi là tiếp tục. Còn đàn bà thì không có phải vậy, họ muốn cái lòng của họ muốn gì hết, thành thử ra cái làm sao mà để cho đàn ông hiểu được đàn bà và đàn bà cũng hiểu được đàn ông, để mình có một cái điểm chung nào đó để lúc mà người nói thì một người nói thì người kia cố gắng nghe và hiểu, rồi ngược lại là người kia nói tới cỡ nào, chứ không phải là khi mà muốn có người nghe rồi là thôi kể chuyện hết chuyện này qua chuyện kia. Thử ra cái khó là sao mà hai người mà hiểu được nhau, nói thế nào là đủ, rồi khi nào dừng, rồi khi nào để cho người khác nói. Đúng rồi. Như anh Tùng mà nói thì là một số những có một quyển sách viết cách đây gần 30 năm rồi, nhưng mà vẫn in đi in lại vẫn có giá trị lắm. Cuốn sách cái tên là Men Are From Mars, Women Are From Venus, là đàn ông có thể đến từ sao Hỏa tinh mà đàn bà thì đến từ sao Vệ nữ. Có nghĩa rằng là hai cái sao này nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Hai người hoàn toàn có cùng một cái đối tượng đó, nhưng mà hai người có cái nhìn khác nhau rất là nhiều. Và đàn ông thì đa số là thích giải quyết vấn đề. Có chuyện gì là phải giải quyết vấn đề mới là thành công. Còn người phụ nữ đó, tôi được hiểu thì như vậy là thành công. Và tôi cần chia sẻ những cái tâm tình của tôi thì đó là tôi thoải mái rồi. Nên chúng ta có lẽ làm sao mà cần phải vượt qua cái chủ quan của mình. Vượt qua cái chủ quan của mình, có lẽ đó là cái khó khăn nhất. Và rất là khó để mà làm sao vượt qua chủ quan được. Có một lần tôi có nghe anh Tùng chia sẻ về câu chuyện là cái sự chủ quan của mình ấy, đôi khi mình luôn luôn mình nghĩ rằng là tôi đây là đúng,
Và nhiều khi mình không có để ý tới bên kia như thế nào. Để câu chuyện mà kể lại một ông ấy hỏi bà ấy vợ mấy lần, các anh Tùng có thể kể mọi người nghe một chút không? Dạ vâng, cái này là cũng là chuyện vui mà con nghĩ chắc mọi người có cũng đã nghe qua một vài lần rồi. Ông và ông chồng kia, ông nghĩ dạo này hình như là bà vợ không có làm như là lãng tai, là không có để ý tới những lời ông nói, mà ông không biết cách nào để mà trình bày cho vợ hết, tại vì ông băn khoăn lắm. Thành thử ông đi tới bác sĩ gia đình để ông tư vấn. Thì bác sĩ sau khi nghe nói đó thì bác sĩ cũng ngồi nghĩ một hồi, xong bác sĩ nói bây giờ thôi tôi để cho, tôi chỉ cho anh cái cách này để về thử và thật sự vợ của anh có bị lãng tai không nhá. Anh đứng đằng sau vợ khoảng chừng một khoảng 40 feet, xong anh hỏi một câu gì, nếu mà vợ không có nghe thấy thì anh cứ từ từ anh tiến tới 30 feet rồi 20 feet, cho tới khi nào mà tới gần quá mà vợ vẫn chưa nghe thì đúng là vợ là không có, vợ bị có vấn đề gì nghe đó. Thành thử là anh thử coi, thì anh chàng này thấy, ông chồng này thấy có vẻ có lý, về thử liền. Thì bước vô nhà thì thấy vợ đang đứng ở bếp, mà đang đứng ở chỗ bếp loay hoay, thì anh cũng tật, anh đứng anh hỏi tối nay mình ăn gì vậy em, tối nay cơm mình ăn gì. Thấy không thấy vợ vẫn đứng yên làm việc thôi. Anh lại tiến tới gần, cứ thấy cái tới gần sát rồi anh phải la lớn tiếng lên, hôm nay mình ăn cái gì vậy. Thì bà vợ bà quay lại bà cần la lên hết, em đã nói với anh 5 lần rồi, hôm nay mình sẽ ăn gà. tức là ổng điếc chứ ngoài bà điếc. Ông có vấn đề. Là ông ấy chủ quan mà ông có vấn đề mà ông không có nghĩ là tưởng là bà ấy có, phải không các? Đó, câu chuyện là nhiều khi xảy ra trong nhà mình y như vậy đấy. Mình cứ chủ quan, mình nghĩ là mình là người tốt, mình là người đúng hoàn toàn, mà chính mình người có vấn đề, đúng đấy. Như thầy Thông thì nghĩ thế nào về vấn đề phải lắng nghe nhau, thế nào làm sao mà nhận xét làm sao cả? Đối với anh Tôn thì tôi cảm thấy là sự lắng nghe rất là quan trọng. Và cái điều mình nghe, và mình nghe như thế nào nữa, rồi mình cái lúc mà mình nghe mình có để tâm hay không, nó mới là cái điều quan trọng. Còn nghe thì thực sự là mình nghe, nhưng mà cái nghe lỗ tai bên này, mình đưa vào lỗ tai bên này, thì nó cũng là một cái vấn đề mà đáng cho chúng ta bàn cãi nữa. Và ở trong cái mối tương quan trong gia đình thì là sự lắng nghe rất là quan trọng. Và mình trong đời sống gia đình là không có thiếu conversation, cái đàm thoại giữa người chồng với người vợ. Và giống như là thuở ban đầu là không thiếu những người trai và những người gái là luôn luôn nói chuyện với nhau và luôn luôn lắng nghe nhau, và họ thích lắng nghe nhau, giống như là chị Mai Quỳnh nãy cũng đã nêu ra là thích nghe những lời, mà những lời đó là những lời ngọt, và thuở ban đầu là luôn luôn cho ngọt nhau. Đúng rồi. Mà mật ngọt giống như là ông bà cha ta ngày xưa cũng nói là mật ngọt chết rồi. Và những cái ngọt khác mà mình có thể mình ví nữa là trong tình yêu là luôn luôn ngọt, và không cho nhau những cái gai nữa, hay là những cái đắng mình không bàn tới, không cho. Nhưng mà rồi là mình phải có những cái lắng nghe đôi bên và lắng nghe cả hai chiều. Thì là cái sự lắng nghe đó nó thích đồng lại trong mỗi người của chúng ta là mình nghe gì, và những cái điều mình nghe đó mình làm gì đối với lại những tiếng mà góp ý. Thì con cảm thấy rằng là sự lắng nghe nó đi kèm theo cái sự hy sinh, thì cái điều mình lắng nghe đó mình mới thực hiện được. Nếu mà mình lắng nghe, mình không để những cái ý riêng của mình xuống để mà mình chấp nhận những cái lời khuyên hay là những cái lời mà của những người xung quanh để mà khuyên mình, thì vì nó là một cái nhịp cầu nối, thế là nó đem lại cái sự hạnh phúc cho nhau. Đó, thì là có những cái bên cạnh đó có những cái thời gian riêng nữa để dạ, thưa mình cha. Hâm đốc lại cái gia đình. Dạ thưa cha, khi hai người yêu nhau đó người ta nói nhỏ lắm cha. Đúng mà rồi. Người ta cũng đâu có nói gì đâu, nhiều đúng khi rồi. Người ta nói những cái câu vớ vẩn thôi. Đúng rồi. Mà cái người bạn trai đó thích thú lắm, cứ muốn nghe hoài, họ cứ lặp đi lặp lại hoài. Có nhiều câu nghe cũng tức cười lắm. Hôm nay anh có khỏe không? Rồi em làm gì ngày hôm nay? Em có khỏe không? Cứ khỏe tới khỏe lui. Vậy mà cứ ngồi hàng giờ mà cứ như vậy đó. Dạ. Thì cha,
chắc có thấy như vậy không? Đúng rồi. Chị Mai Quỳnh đưa ra một cái câu hỏi rất là hay đó. Mà bây giờ đúng ra là tự nhiên là cái phản ứng của các ông là thích giải quyết vấn đề đó. Cho nên cái phản ứng đầu tiên của cha cho nghĩ cho bỏ chứ, ô, chị Mai Quỳnh chỉ đưa ra cái vấn đề, bây giờ mình là giải quyết ra sao? Ồ, đó là đàn ông đấy. Tức là các ông hay than như thế này này. Biết rồi nói mãi, khổ lắm biết rồi nói mãi, tại cứ nghe đi nghe lại, rồi các ông nhiều khi không muốn nghe nữa. Hay là vừa nghe vừa đọc báo, rồi vừa nghe vừa coi tivi, vừa nghe vừa chơi trí. Xong rồi nhiều khi bà ấy bảo chứ, tôi nói vậy đấy, ông thấy không? Cái chuyện gì đấy? À, để chứng hưởng như vậy. Thì nếu bây giờ mà có cách nào bà vợ không có nhắc đi nhắc lại, hay là có cách nào mà các ông chú tâm hơn mà khi nghe đi nghe lại cùng câu chuyện mãi như vậy không? Hay là có giải quyết được hay không? Hay là phải chấp nhận như vậy thôi? Thì các chị ở trong đời sống gia đình thấy thế nào? Dạ, thưa cha, nhiều khi mình phải lấy sự nhịn để cho gia đình nó êm ấm. Nhiều khi con cũng nói nhiều lắm, mà anh chồng của con nó ra ngoài thì nói nhiều lắm cha, nó mình phải nói là giống như là nổ, như là nổ bắp rang á, mà về nhà thì cứ lầm ba lầm bầm, thưa cha, thấy nói năng gì cả à. Ở trong nhà có mình con nói à. Đó thì nhiều khi con thấy thôi kệ đi, bây giờ tính của người Chúa sinh ra như vậy, không có bao giờ mà hoàn toàn 100% hết, mà bây giờ Chúa giao cho mình cái người này thì bây giờ đó mình phải làm sao cho nó tốt hơn. Thì con cứ tự nghĩ con như vậy thôi, thôi nhịn ổng cho rồi đi cho nó qua. Cứ như thế mà năm tháng qua đi cũng mấy chục năm rồi đó thưa cha. Đúng rồi. Dạ. Anh Tùng nhận xét ra sao? Con cũng đồng ý, cũng phải có cái sự nhịn trong đó để mà thông cảm lẫn nhau. Và đôi khi có một cái, nhiều khi mình cũng nên để một chút hài thì để mà mình tỏ cho cái người phối ngẫu của mình biết là mình nghe đủ rồi. Thí dụ như là khi mà bà vợ mà bắt đầu kể chuyện mà mặc dù cái chuyện đó cũng là giống như vậy á, thì có thể như là ông chồng có thể nói bà vợ dừng lại, cái đi ra lấy hai ly nước để cho bà vợ thì ông chồng ngồi uống, kiểu như là làm như là để cho nó bớt căng thẳng đi, để đúng cho rồi. Bà vợ cũng vẫn có thể làm được, nhưng mà cũng hiểu ý ông chồng, hiểu ngầm là mình cũng nên dè dặt hơn chút. Thì có những cái mà dấu hiệu mà mình có thể mình trao cho nhau biết, để mà mình không có cần phải nói ra. Nhiều khi những cái hành động mà tếu tếu một chút nó cũng có thể nó làm vui lên cái cuộc nói chuyện. Đúng rồi. Thì khi đưa nước xong thì bảo thôi mình đi shopping nhá. À đấy. Cha, à, đừng ngay cái câu chuyện nó lại. À đấy. Thì con thích như vậy đó thưa cha. Hôm nay tiệm Ross đóng cửa mấy giờ? Phải đi sớm. Đúng đấy. Dạ vâng. Đúng đấy. Thì cũng là dành thời giờ cho nhau như vậy. Các chị đều chia sẻ rất là đúng và rất là chính xác thực tế. Trong tình yêu thì cũng nên có một chút xíu cái sự gọi là chấp nhận nhau. Trong lời thề chúng ta đã nói rõ là khi thịnh vượng, lúc gian nan, bệnh hoạn, như khi anh khỏe, thì đây những lúc mà người ta đang cần chia sẻ, cần tâm sự. Chúng ta nhớ trong đầu đặt cái vấn đề như thế này là tôi sẽ dành cái thời giờ này, mỗi một ngày tôi dành thời giờ 20 phút cho chồng tôi, cho vợ tôi, hoàn toàn dành chồng tôi, cho vợ tôi thôi, dù tôi bận đến mấy thì bận, cũng dành thời giờ 20 phút, 30 phút cho chồng tôi, vợ tôi, và chỉ cho cái vấn đề đó. Không khác gì như chúng ta muốn xây một cái nhà. Chúng ta nhiều khi là muốn xây một cái nhà, xong rồi là mua gạch, mua ngói, rồi mua xi măng, rồi mua nước, tất cả làm hết tất cả như vậy. Nhưng mà rồi mình không chịu xây, mình chỉ mua rồi mình để đó thôi. Mình làm sao mà phải dùng những cái phương tiện này để mà cho xây cái nhà, hay là mình mua những về nhà để làm cho nhà sạch sẽ lên, mình mua rồi mình để đó, mình không có chịu dọn nhà, mình không có chịu sạch sẽ. Mình hẳn dành hẳn thời giờ 30 phút mỗi một ngày cho chồng tôi, cho vợ tôi, và chỉ với mục đích đó. Có một kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ thế này là tôi học được từ Đức Hồng Y Francis. Ngài ngày xưa đó là ngài làm tổng giám mục ở trên Chicago đó. Trong lúc mà nói chuyện, ngài là một người rất là khô khan. Nếu mà chúng ta biết, ngài là người khô khan lắm. Và lại bị thọt chân đó, đi khó khăn đó. Nhưng mà luôn luôn là suy nghĩ về vấn đề thần học. Tuy nhiên đó, những ý tưởng của ngài thì lại có một số người rất là gọi là ái mộ, đến cái mức mà người ta dùng cái từ gọi là worship đó, là tôn thờ đó, không phải chỉ là admire mà là worship đó. Thì trong số những người mà kính mến ngài đến cái mức như là worship ý tưởng của ngài đó, thì có một cái bà ấy quý ngài lắm, quý là quý vô cùng đó, có phải nói như vậy. Bà cứ gọi điện thoại thường xuyên đến cho ngài,
thì cha thư ký khó chịu lắm, vì bà ấy gọi chẳng có chuyện gì cả. Chuyện tào lao thế này thế kia, rồi là cha khỏe không, rồi là ăn uống thế nào, tại sao không ai lo lắng cho cha, rồi cái chân cha có đau hay không. Trời, ông cha thư ký bà ấy chứ lần nào có cái bà này quấy rầy nhiều quá. Thì ngài mới nói thế này này. Ngài mới nói với lại cha thư ký và cũng nói với bà là tôi cũng bận nhiều, nhưng mà cái điện thoại của bà rất là quan trọng đối với tôi, vì bà là giáo dân ở trong cái Chicago của tôi như vậy. Và mỗi một tuần lễ tôi sẽ dành cho bà 10 phút. Và tôi sẽ nói chuyện với bà 10 phút như vậy, bởi vì tôi phải nhiều người khác nữa, thì mỗi người 10 phút thì tôi không có thể nhiều giờ hơn được. Thì bà thông cảm hiểu cho tôi. Bà bảo chứ vâng, 10 phút là cũng được rồi. Thì là tuần nào cũng vậy. Ngài dành 10 phút cho bà ấy, 10 phút cho bà ấy, 10 phút cho bà ấy. Và khi mà bà ấy chết đi đó, thì bà ấy để lại cái tờ di chúc, đương nhiên là cho địa phận. Và bà ấy nói thế này này. Tôi thấy cái người mà thông cảm hiểu tôi nhất trên đời là Đức Hồng Y Francis. Mỗi ngày cứ 10 phút ra, thì người ta hỏi là ngài giúp gì cho bà ấy. Bà bảo chứ thực ra thì tôi nghe thôi. Tôi nghe thôi, tôi chẳng giúp được cái gì cả. Bởi vì công việc của tôi cũng khá bể bộn. Rồi là bà ấy có những cái chuyện gia đình của bà ấy. Nhiều khi bà ấy 10 phút bà cứ kể nói là thưa cha rồi con buồn lắm. Thì tôi hỏi chứ buồn chuyện gì vậy. Cha có biết không? Cha biết con chó Milu nhà con không? Ngài bảo chứ tôi không nhớ nhà bà có chó hay không, tôi không nhớ chó có hay không nữa cả. Nhưng ngài bảo chứ nó làm sao vậy, cha nhớ con chó Milu không? Nên nhất định hỏi xem ngài có nhớ con chó đây không, cái là nhớ tới chó thì nhớ tới bà ấy đấy. Thì ngài bảo chứ ô nó lại có cái chuyện gì đấy, chứ ngài không nhắm nói là tôi không nhớ. Chứ làm sao mà nhớ con chó, làm sao được mà nhà bà ấy lại nuôi 3-4 con chó, biết con chó nào. Thì bà ấy thế vậy bảo chứ đấy con chó mà con thương nó nhất đấy, một con chó mà tóc nó vàng trắng rồi là mắt nó thật là xanh như vậy đó, cha nhớ bảo không? Và chứ ô tôi bà kể ra thì là tôi biết là nhà bà con chó, bà gửi hình tới thì tôi nhớ là hình con chó đó rồi. Nó làm sao vậy, đi bác sĩ thú y đó mà nó đòi tới cả hàng 3-4 ngàn nữa, cha có biết không? Nên là 10 phút chỉ nói về con chó thôi. Nhưng mà khi mà bà ấy nói 10 phút xong thì bà ấy cảm thấy rằng là người hiểu tôi nhất trên đời này là cha Francis. Có nghĩa rằng là bà ấy chia sẻ được cái tâm tình của bà ấy như vậy. Và lần sau thì bà ấy quên chuyện con chó. Lần sau thì bà ấy lại sang cái chuyện khác mất. Thì nếu mà chúng ta nhớ như thế này, hai vợ chồng có thể mỗi một ngày quyết định với nhau là một ngày anh sẽ dành cho em dành cho anh nửa tiếng. Nghe thì cái vẻ máy móc đấy, nửa tiếng hoàn toàn chỉ dành cho nhau mà thôi. Vì người vợ đó thường thường là muốn chia sẻ những cái tương quan. Và khi mà người ta nói được hết rồi đó, thì người ta thấy rằng là nhẹ nhõm lắm. Chúng ta nên để một chút thế này, khi mà đi counseling đó, 80% những người counselor giỏi là những người không có nói nhiều mà những người nghe nhiều. Chứ đừng tưởng counselor một người mà tư vấn gia đình giỏi là người nói nhiều, đưa ý kiến nhiều, không có đâu. Chỉ đưa ý kiến khi nào mà người ta đòi hỏi mình 2 lần hay là 3 lần. Còn nếu mà người ta hỏi là what do you think, ông nghĩ gì, bà nghĩ gì, thì lúc bây giờ mình mới nói rằng là ý kiến này của bà trong đời sống của bà làm sao, để họ nói ra tiếp. Còn họ hỏi đi hỏi lại là nên nghĩ như thế nào, thì lúc giờ mới phải đưa ra cái giải pháp theo luật như thế nào, theo xã hội thế nào, theo luân lý thế nào, theo tôn giáo thế nào. Rồi lúc giờ để cho họ lựa chọn. Mà counseling luôn luôn dạy là 80% là nghe nhiều hơn là nói. Thì nếu mà chúng ta đã biết cái thời gian lắng nghe nhau như vậy, thì nhiều khi nó cũng đỡ được những cái tiếng nặng lời mình nói lỡ lời. Bởi vì nói là nửa tiếng này tôi sẽ dành cho chồng tôi, nửa tiếng tôi dành cho vợ tôi, thì là mình cứ để dành cho như vậy. Và nghe người ta nói thôi, không cần người ta nói đúng hay nói sai. Nhiều khi người ta nói câu trước nó ngược câu sau đấy, chứ không phải là không đâu. Mà mình nếu mà mình phân tích, mà mình lý luận, mình sẽ thấy rằng là ủa, tại sao lúc đầu thì nói rằng là giá vàng nó đang lên, mà đến lúc cuối nhà thì nói là mình đi mua vàng. Vàng đang lên mua vàng làm cái gì, nó không có đi ngược với nhau như vậy. Nhưng mà thôi cứ để cho họ thích mua vàng thì cứ để họ đi mua vàng. Bởi vì đến lần sau là sẽ không nhớ mua vàng nữa. Đâu mà đó là cái chuyện người ta nói rằng là thấy cái sự bình an ở trong nhau. Và dĩ nhiên là chúng ta ở trong này chúng ta thấy Thánh Gia-cô-bê ngài nói đó là phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Vì khi nóng giận thì con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Mau nghe, đừng vội nói. Hãy cố gắng để mà nghe trước. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng đã một vài lần chia sẻ trong này, giờ chúng ta trở lại cái vấn chuyện gọi là dành thời giờ quý báu cho nhau đó.
Chúa không có vô tình. Chúa cho chúng ta hai cái tai, có nghĩa là mình nghe gấp đôi mình nói. Tuy nhiên thường tâm lý thì ai cũng thích nói cả. Có những người, người ta gọi là he is or she is the microphone lover, thích cầm microphone lắm. Có microphone là lên đó là nói không ngừng được, không kết được. Nhưng mà còn nghe đó, thì xem nó có vẻ hơi khó khăn. Thì ở chỗ này đấy, chúng tôi đề nghị về này. Nếu mà trong gia đình đấy, sau khi lấy nhau từng khoảng dăm 3 năm, mình cũng nhớ cái phương cách mà ngày xưa mình đã dành cho nhau. Chị Mai Quỳnh kể một số những câu chuyện rất là đúng và cụ thể. Khi mà mới quen nhau đó, những cái fiancé của mình đó, nhiều khi đi vô tiệm kem, nó nói gì đâu, nghe nhạc, nhìn đi kem, ra ngoài hai người hạnh phúc hết, đâu thấy nói gì mấy. Nhưng mà ánh mắt trao cho nhau cũng là những cái kỷ niệm đẹp, kỷ niệm tốt. Người Hoa Kỳ thì họ vẫn có thói quen là hai vợ chồng đó, đôi khi là không có cho con cái đi chơi với mình, chỉ hai vợ chồng đi với nhau thôi. Họ cũng chẳng có đi chơi gì mấy đâu. Họ cũng chỉ đi coi cine, đi coi concert, đi coi nhạc hội, rồi là họ về nhà vậy. Và cái thời giờ dành cho nhau, họ lắng nghe nhau như vậy, cùng tay nắm tay như vậy. Thì nếu mà chúng ta có thể quyết định được với nhau, nghe cái vẻ máy móc nhưng mà cũng là cái tốt. Vì nó như đọc kinh đó, một ngày mình dành hẳn bao nhiêu phút đọc kinh, thì tại sao mình dành thời gian đọc kinh được? Là mình tạ ơn Chúa, tạo liên hệ của mình với Chúa, thì tạo liên hệ của mình với chồng, với vợ, dành nửa tiếng cho nhau. Để cho người vợ, người chồng nói hết tất cả những gì mà họ buồn, trong sở, họ khó chịu. Đừng có lý luận, tại sao mà em để nó nói như vậy mà em không chửi mặt nó. Người ta không cần câu trả lời. Người ta cần mình nghe, mình hiểu và mình biết rằng là người ta có những cái đau khổ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái phương cách mà chúng ta áp dụng lời của Thánh Giacôbê: hãy chịu khó lắng nghe và đừng vội nói. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Kính thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay chúng ta học được một điều là ráng dành thời giờ cho nhau, ít nhất là 5 hoặc 10 phút để cho thỏa mãn những cái tâm tình. Người vợ đổ hết lên cho người chồng những cái... Cha sợ 5-10 phút hơi ít đấy. Người ta khuyên là nên nửa tiếng thì tốt. Vâng, đấy. Dạ. Thì ít nhất ra là mình cũng phải lắng nghe. Chứ mình đừng có mà bác bỏ những cái lời. Nhiều khi đó, nó rất là quan trọng đối với cái người vợ mà người chồng vô tình mà khoác đi như vậy thì sẽ không có hạnh phúc trong gia đình, thưa cha. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với linh mục Anthony Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chính người chồng, người vợ là món quà tặng Chúa gửi đến cho chúng con, và chúng con phải biết tôn trọng nhau bằng cách dành thời giờ cho nhau, bằng cách lắng nghe những khó khăn của nhau. Nếu chúng con mỗi ngày đã có thể chia sẻ những khó khăn và chúng con hiểu biết nhau, thì chúng con sẽ cùng dễ dàng hơn với nhau khi nắm tay và đồng hành tiến bước. Xin cho chúng con biết chịu nhịn, biết chịu hy sinh, vì chính trong hy sinh, trong sự chấp nhận, trong sự nhịn này, chúng con chia sẻ tình yêu của Chúa với nhau. Cũng như ngày xưa, Chúa đã nhịn khi dần dần Chúa sửa lỗi chúng con, thì xin cho chúng con cũng biết nhịn nhau như vậy, vì đó là hy sinh mà chúng con cần xây dựng hạnh phúc gia đình. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được bằng an. Tạ ơn Chúa. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng, để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastvastm.net. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu
tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.